sản phẩm này, chúng em muốn nhắn nhủ tới mọi người rằng hãy tránh xa các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy. Học sinh trường trung học phổ thông Nho Văn A và tập thể 10H nói không với ma túy. Phần thi của chúng em đến đây là kết thúc. Kính chúc các thầy cô giáo và tập thể các bạn học sinh thật nhiều sức khỏe. Kính chúc hội thi thành công rực rỡ. Anh xin chân thành cảm ơn.